Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi xin đưa ra một số hình ảnh về khu đô thị Vinhome Grand Park từ khi chưa triển khai thi công và hiện trạng đã hoàn thiện hiện tại và những cái hình ảnh thiết kế của toàn khu đô thị trong tương lai. Thì hiện tại trước mặt các bạn đây thì là khu đất Vinhome Grand Park trước khi khởi công xây dựng năm 2018. Thì khu đất này trước đây chỉ là những cái mảnh ruộng và những khu đầm lầy ngay ven sông Đồng Nai và sông Tắc, rất là hoang sơ và gần như không có cư dân hiện hữu. Xung quanh chỉ có một số cái khu cư dân từ ngày xưa ở đây. Đây khu đất hiện tại đây là hầu như là rất hoang vắng, không có một cái gì cả. Và khi ngày xưa người ta nhắc đến quận 9 thì thông thường nghĩ đến đây là một cái khu vùng ngoại ô và cư dân thưa thớt, giống như một làng quê vậy các bạn ạ. Này, những cái mảnh ruộng lát đác vài mảnh ruộng và đa phần là những cái khu đầm lầy và kênh rạch. Và hiện tại đây khu đô thị Vinhome Grand Park sau 3 năm triển khai thi công thì cơ bản đã dần hình thành một cái khu đô thị đẳng cấp quốc tế. Các khu căn hộ Drive với 18 tòa căn hộ hiện tại đã bàn giao từ cuối năm 2020 và hiện tại là cư dân đã vào đây và sinh sống và buôn bán ở các căn shop house ở dưới. Phân khu The Origami hiện tại đang chuẩn bị bàn giao vào cuối năm nay. Công tác hoàn thiện đang chuẩn bị triển khai gần như là đầy đủ. Và phía xa kia là khu thấp tầng The Manhattan, thì khu này là đang bắt đầu đi vào bàn giao rồi, khu thấp tầng. Thì ngoài ra thì là những cái còn lại những cái phân khu như là phân khu The Beverly và The Miyako thì đang chuẩn bị triển khai và dự kiến thì năm sau sẽ mở bán là cái phân khu cuối cùng là phân khu The Miyako. Trên ý tưởng độc đáo và đột phá đại công viên giữa lòng thành phố, Vinhome Grand Park sở hữu đại công viên phức hợp quy mô hàng đầu Đông Nam Á cùng đầy đủ hạ tầng, cảnh quan tiện ích đẳng cấp quốc tế và lần đầu tiên ứng dụng nền tảng đô thị thông minh đồng bộ. Thành phố thông minh, công viên Vinhome Grand Park có tổng diện tích 271 ha, tọa lạc tại phường Long Bình và Long Thành Mỹ, quận 9, cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, Vinhome Grand Park sẽ trở thành trung tâm của mạng lưới đô thị sáng tạo theo quy hoạch phát triển của thành phố. Được phát triển theo mô hình đại đô thị đẳng cấp quốc tế, thành phố thông minh, công viên Vinhome Grand Park bao gồm đầy đủ cả 3 dòng sản phẩm: Sapphire, Ruby, Diamond, mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Bên cạnh các khu căn hộ và biệt thự đẳng cấp, Vinhome Grand Park duy trì mật độ xây dựng thấp, chỉ 22,53% và dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng. Vị trí dự án có thể kết nối dễ dàng với tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên và bến xe miền Đông, cùng các tuyến đường huyết mạch giúp kết nối dễ dàng đến các quận lân cận, đồng thời di chuyển nhanh chóng đến sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Đặc biệt, trong tương lai tuyến đường vành đai 3 đi qua dự án, Vinhome Grand Park sẽ trở thành một dấu ấn xanh độc đáo trên bản đồ thành phố Hồ Chí Minh. Mang tinh thần chủ đạo thành phố thông minh, công viên Vinhome Grand Park sở hữu quần thể đại công viên phức hợp công viên ven sông quy mô hàng đầu Đông Nam Á với diện tích lên tới 36 ha. Quần thể này bao gồm 15 công viên chủ đề khác nhau đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi lứa tuổi và sở thích như công viên ánh sáng lấy cảm hứng từ Garden BK Bay, Singapore, công viên World Mini địa hình theo chủ đề lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, công viên vinh ngoài trời với hơn 800 máy tập dành cho những người năng động, yêu thể thao, công viên BBQ với gần 100 điểm nướng cho các hoạt động vui chơi, giải trí, gắn kết, công viên dưỡng sinh dành cho người lớn tuổi, đến công viên sân chơi nước dành cho trẻ nhỏ hay công viên văn hóa nghệ thuật, công viên hạnh phúc. Hệ thống công viên ngoài trời không chỉ điều hòa không khí, mang đến cuộc sống xanh thư thái giữa thiên nhiên mà còn giúp cư dân có những trải nghiệm thú vị, vượt trội mỗi ngày.